Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Thi Việt. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có những tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút giây sắp tới. Nhiều trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã khiến hàng triệu người không có nơi trú ngụ và gây thiệt hại hàng tỷ USD, trong khi các nhóm môi trường cảnh báo lũ lụt cực đoan có thể trở nên phổ biến hơn. Đến cuối tháng này, hơn 12 triệu người trên 13 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, đợt lũ lụt đã khiến ít nhất 178 người chết, làm hư hại 97.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ USD. Video lưu hành trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những ngôi nhà bị sập, ô tô trôi nổi trong biển nước, cây cối mùa màng chết trên những cánh đồng đầy lội ngập nước. Nhiều thành phố ở miền Nam Trung Quốc cũng bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ở Dương Châu, mọi cây vòng hồng gần như là hoàn toàn chìm dưới nước, trong khi những con đường bộ và đường sắt ở Trùng Khánh gần sông Cừ bị nhấn chìm. Trong hàng nghìn năm qua, Trung Quốc đã vật lộn để ngăn chặn lũ lụt ở vùng đồng bằng trũng và sử dụng đê đập để quản lý mực nước dâng. Nhưng thời tiết khó lường hơn khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn, gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu người sống dọc theo các con sông. Các nhà môi trường cảnh báo rằng sẽ có những thiệt hại đau đớn hơn chứ các biện pháp được thực hiện để làm cho cơ sở hạ tầng trở nên linh hoạt hơn và giải quyết biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Những đợt lũ lụt tàn phá mà chúng ta đã thấy phù hợp với cả sự gia tăng của các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Bloomberg dẫn lời ông Liu Yunyan, một nhà vận động của Greenpeace Đông Á, nói một nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm cho các tình huống thời tiết khắc nghiệt để đánh giá rủi ro khí hậu trong tương lai ở các thành phố và cải thiện hệ thống quản lý lũ lụt. Ông Liu cho hay tần suất của cả tình trạng mưa lớn và nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu đã tăng dần trong 6 thập kỷ qua, theo một báo cáo do cơ quan khí tượng Trung Quốc công bố năm 2022. Mùa lũ lụt năm 2023 gây ảnh hưởng tiêu cực đến hàng hóa từ nông nghiệp đến năng lượng. Ít nhất 80.000 hecta hoa màu bao gồm lúa, rau và trái cây đã bị thiệt hại ở tỉnh Hồ Bắc. Theo Văn phòng Quản lý Khẩn cấp địa phương, đầu mùa hè là thời điểm quan trọng để lúa phát triển và nếu hoa bị cuốn trôi. Các chuyên gia cho biết sản lượng lúa giảm đáng kể trong năm nay. Trong khi đó, những cơn mưa lớn đang diễn đến việc sản xuất, thủy điện tăng lên, làm giảm nhu cầu than. Đã có 5 đợt mưa lớn ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Kể từ đầu tháng này, ba khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đưa ra cảnh báo mưa bão nghiêm trọng trong hầu hết các ngày trong cả tháng. Theo dự báo thời tiết sẽ có thêm 2 đợt mưa lớn trong những ngày tới vào cuối tháng này, ít nhất 25 con sông lớn đã vượt qua mức cảnh báo lũ. Mặc dù một số khu vực bị ảnh hưởng thường chịu thiệt hại do mưa lớn hàng năm, nhưng năm nay lượng mưa tích lũy tăng gấp đôi, gấp 3 lần mức thông thường. Theo trên Tao, nhà dự báo thời tiết chính là Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, mực nước biển dâng lên toàn cầu mà các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do nhiệt độ ấm lên cũng đang đe dọa nhiều thành phố của Trung Quốc. Theo Bộ Môi trường, tốc độ tăng mực nước biển trung bình dọc theo bờ biển Trung Quốc là 3,4 mm mỗi năm trong khoảng thời gian từ 1980 đến 2022, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Năm 2022, mực nước biển dọc theo bờ biển Trung Quốc cao hơn 72 mm so với bình thường. Bộ cho biết một nghiên cứu năm nay cho thấy châu thổ sông Châu, trung tâm sản xuất của Trung Quốc, là nơi các hàng chục triệu người, là trung tâm đô thị có nguy cơ cao nhất thế giới của hiện tượng mực nước biển dâng cao và có thể nằm dưới mực nước biển ít nhất là 6-7 cm đến năm 2010. Trừ khi thực hiện các biện pháp để ngăn chặn biện pháp biến đổi khí hậu nhiều thập niên qua, phát triển kinh tế đô thị hóa liên quan đến việc thu hồi đất từ hồ và vùng đồng thấp ngập nước đã làm tăng mức độ thiệt hại do thiên tai. Vũ Hán từng được biết đến là thành phố trăm hồ, đã chứng kiến hầu hết trong số 127 hồ từng tồn tại vào những năm 1980 đã bị lấp lấy cát. Và giờ đây, Vũ Hán phải đối mặt với một trong những vấn đề ngập lụt đô thị nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Hoạt động của con người đã phá hủy sông, hồ, rừng bất kỳ hình thức nào về tự nhiên nào. Tại đến lúc chúng ta phải thiết lập các nguyên tắc về cách chúng ta phát triển và chúng ta cần để lại hồ chứa tự nhiên cho các thành phố để giảm thiệt hại do lũ lụt. Chu Chen Phiên, người sáng lập Trung tâm Văn hóa Công cộng Bảo vệ Môi trường Các dòng sông, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Trùng Khánh cho biết, mùa lũ mới nhất trên sông Hoàng Hà sẽ kéo dài 31 tháng 11. Và Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, hôm vừa qua tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, giới chức khí tượng thủy văn dự báo lượng mưa nhiều hơn ở lưu vực sông Hoàng Hà trong mùa lũ cũng như khả năng cao có mưa bão và lũ lụt ở thượng nguồn và trung lưu của sông Hoàng Hà trong giai đoạn này. Tân Hoa Xã thông tin, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục công tác dự báo thủy văn, điều tiết hồ chứa và các hoạt động khác để đảm bảo kiểm soát lũ dọc sông Hoàng Hà trong mùa lũ. Thác Hộ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, đã chứng kiến sự tăng mạnh lượng nước sau khi lũ lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Theo CGTN thông tin hôm vừa qua, lượng nước chảy khác ở đó có tốc độ lên tới hơn 1.500 m³ mỗi giây, gấp 3 lần thông thường. Trước đó, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết, sông Hoàng Hà đã trải qua đợt lũ đầu tiên trong năm 2023 do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn. Sau mưa lớn gần đây, lượng nước chảy mỗi giây tại trạm thủy văn Tang Nai 2 ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã tăng tới 2.500 m³. Ủy ban đã phát cảnh báo lũ lụt màu xanh và phát cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo và ứng phó khẩn cấp gồm 4 bậc của Trung Quốc, bắt đầu từ 9 giờ sáng nay. Chính quyền địa phương dọc lưu vực sông Hoàng Hà được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường tuần tra trên các đập và các dự án kiểm soát lũ. Thông tin về mùa lũ ở sông Hoàng Hà được công bố trong bối cảnh lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào mùa lũ, đặc biệt là lo ngại về lũ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp.
công trình thủy điện lớn nhất thế giới, khánh thành năm 2003, trưa nay Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang CWRC đã phát cảnh báo khẩn trương thượng nguồn sông Tương Tử có thể trải qua trận lũ lụt số 1 của sông Tương Tử năm 2023. Trên thực tế, lũ ở thượng nguồn sông Tương Tử đang gây không ít lo ngại cho cấu trúc đập thủy điện Tam Hiệp. Tính đến sáng nay, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 47.000 mét khối mỗi giây và lên ngưỡng 50.000 lúc 14 giờ cùng ngày. Tính tới ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA đã phát cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc ngày thứ 31 liên tiếp. Thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, bước vào mùa lũ lụt năm 2023 ở Trung Quốc. Với cảnh tượng dữ dội, thác nước Hồ Khẩu Huku nằm ở thị trấn Ghi Xuyên, thành phố Jinan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà này cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa có thể lên đến 50m trong mùa lũ. CGTN đưa tin ngày hôm qua, thác nước Hồ Khẩu bước vào mùa lũ năm 2023 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu tăng lên đáng kể trong những ngày qua, lên hơn 1.500 mét khối mỗi giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường do mưa lớn thượng nguồn đang hoàng hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 35 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày hôm qua. Theo cảnh báo mới nhất của Trung tâm, đợt mưa mới có thể chấn chìm các tỉnh Quý Châu, Từ Xuyên, Vân Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, thành phố Trùng Khánh và khu thực trị Quảng Tây. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lượng mưa có thể lên tới 10-15cm. China Daily cho hay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã đưa ra nhiều cảnh báo trong 35 ngày liên tiếp sau khi trận mưa lớn gây thiệt hại hàng chục tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Kể từ tháng trước, năm đợt mưa lớn đã tấn công miền Nam Trung Quốc, khiến 1,5 triệu km vuông đất bị ngập trong nước. Theo ông Hu Xiao, trưởng phòng dự báo thời tiết Tổng cục Khí tượng Trung Quốc, mưa kéo dài làm cho nhiều khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ lụt trên các con sông nhỏ hoặc vừa, sạt lở mất điện. Vào ngày hôm qua, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt và Khắc phục Hạn hán Quốc gia và Bộ Quản lý Khẩn cấp kêu gọi những nhân viên cứu hộ ưu tiên sơ tán người dân để đảm bảo an toàn, tính mạng. Tổng cộng hai cơ quan đã sơ tán được 34.700 người. Tính đến ngày hôm nay, những cơn mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến 12,1 triệu người sống 13 khu vực phía nam sông Tương Tử, làm chết 78 người, hủy hoại gần 80.000 ha hoa màu và gây thiệt hại 25,7 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Những khu vực tự trị nghèo khó của Trung Quốc là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo các nhà chức trách ở huyện Ninh, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, 14 người thiệt mạng vào ngày 30 tháng 6, 8 người mất tích vào ngày 1 tháng 7. Gần 1.800 hộ gia đình được chuyển đến nơi ở tạm thời. Chính quyền địa phương cho biết thiệt hại nền kinh tế ước tính khoảng 738 triệu nhân dân tệ. Để khắc phục hậu quả, cơ quan chống đói nghèo hàng đầu Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền hỗ trợ, quan tâm sát sao đến những người dân ở khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, các thảm họa khác, đặc biệt là những người dân nghèo ở đó. Cụ thể, đảm bảo nhà ở và nước uống sạch sẽ cho người dân, tăng tốc sửa chữa đường xá, nhà cửa và công trình dự trữ nước bị hư hỏng. Bên cạnh đó, những người nông dân bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bảo hiểm nông nghiệp bồi thường và chính quyền địa phương phải tìm cách để khắc phục thiệt hại nông nghiệp cho người dân. Rạng sáng ngày hôm nay, một trận động đất lớn mạnh 7.8 độ Richter đã xảy ra tại Đài Loan, làm 2.415 người chết, 29 người mất tích, 11.305 người bị thương và 51.711 ngôi nhà bị sập. Không chỉ có nhiều thương vong mà nhiều con đường, cây cầu và các phương tiện giao thông khác đã bị phá hủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Và nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.